Vướng mắc yếu kém chủ yếu trong công nghiệp chế biến nông sản và cơ giới hóa nông nghiệp Việt Nam là gì? Những vướng mắc đó cần chính sách gì của nhà nước? Đây là những vấn đề Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị làm rõ tại hội nghị toàn quốc sáng nay về thúc đẩy phát triển công nghiệp chế biến nông sản và cơ giới hóa nông nghiệp. Theo quan điểm của bà Thái Hương, nhà sáng lập tập đoàn TH, cần thay đổi về mặt tư duy và có sự đột phá về công nghệ và quản trị, xây dựng được bộ quy chuẩn chính sách hàng nông sản quốc gia, minh bạch theo chuẩn quốc tế. Đó là con đường bền vững để tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Đúng là phải đưa công nghệ cao vào, nhưng tại sao nông nghiệp vẫn chưa đạt đến cái mức ta mong muốn là vĩ đại? Đó là cơ chế chính sách. Hai từ rất rõ là minh bạch. Minh bạch cơ chế chính sách, minh bạch tất cả các thứ, và cuối cùng trong cái cơ chế chính sách này có một điều tối thường và tối quan trọng. Để khi mình hòa nhập, và không nói hòa nhập thì như Thủ tướng đã nói, anh xuất khẩu ở đâu thì anh phải làm thật tốt trong nước đã. Bởi vì mục đích của ta là nâng cao sức khỏe cộng đồng. Thiếu nguyên liệu chế biến, giá thành nguyên liệu cao, thiếu cạnh tranh với một số thị trường khác, thiếu lao động cũng là những bất cập được mổ xẻ. Và theo một số doanh nghiệp, các địa phương cần tạo điều kiện để xây dựng vùng nguyên liệu này. Vấn đề về vùng nguyên liệu thì đề nghị các tỉnh, các đồng chí tạo điều kiện. Bởi vì để làm nhà máy chế biến thì tôi nghĩ không khó. Bình quân thì khoảng 400 tỷ, có những doanh nghiệp hiện đại lớn thì 2.000 tỷ. Nếu anh thực hiện tốt với cái hợp đồng với ngân hàng, có thanh toán, có trả lãi đầy đủ thì tôi nghĩ rằng ngân hàng sẽ tạo mọi điều kiện cho nông nghiệp. Theo mục tiêu đặt ra đến năm 2030, công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản Việt Nam sẽ đứng trong số 10 nước hàng đầu thế giới, là trung tâm chế biến sâu và logistics nông sản toàn cầu. Đồng thời, những vùng nông nghiệp sản xuất hàng hóa tập trung đều được cơ giới hóa đồng bộ và tiến tới tự động hóa.